Hồ Tân Nương và những vụ chết đuối bí ẩn. Nhiều người biết rằng Hồng Kông được xem là ống kính vạn hoa với sự pha trộn tuyệt vời giữa nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Tuy nhiên, nơi đây không chỉ có những địa điểm mang tính lịch sử ấn tượng mà còn là nơi gây ám ảnh với những truyền thuyết sờn gai ốc. Những khách du lịch khi đến tham quan Hồng Kông, ngoài việc choáng ngợp với sự sầm uất cùng những tòa nhà cao tầng san sát nhau, thì họ còn muốn khám phá những nơi hoang vắng nằm xa trung tâm. Đặc biệt hơn là việc tò mò những câu chuyện rùng rợn đằng sau những chuyển miệng từ những người dân sống nơi đây. Một trong những nơi đó chính là Brightburn, hay còn gọi là Hồ Tân Nương. Hồ Tân Nương là một hồ bơi suối với thác nước nằm ở công viên quốc gia Blovercore, nằm ở phía đông bắc Hồng Kông, gần Tai Mei 2. Đây được xem là địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài Hồng Kông bởi khung cảnh nên thơ, không khác gì tranh vẽ. Nhiều người thích đến đây vì dòng nước trong xanh, không bị ô nhiễm, khung cảnh xung quanh cũng tĩnh lặng, thích hợp cho những người yêu thiên nhiên. Tại công viên này, du khách có thể tham quan thác nước cô dâu và bể bơi cô dâu. Trong đó, thác nước cô dâu được mọi người quan tâm nhiều hơn bởi vì ngoài đẹp thơ mộng thì đằng sau là câu chuyện rùng rợn kể về một cô dâu chết đuối theo những người lớn tuổi sinh sống tại đây kể lại rằng ngày trước tại đây có một vụ tai nạn đuối nước khi một cô dâu được đưa bằng kiệu đến gặp chú rể trong ngày mưa bão khi đi ngang qua hồ nước này một trong những người khiêng kiệu chẳng may bị trượt chân khiến mọi người ngã xuống nước đáng buồn thay cô dâu đã bị chết đuối do mặc trang phục cồng cành sau khi biết chuyện dân làng nơi đây đã cùng nhau tìm kiếm nhưng cả thi thể lẫn kiệu vẫn không thấy cho đến tận bây giờ nhiều người nói rằng thỉnh thoảng họ vẫn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ sườn xám màu đỏ đang trải tóc tại bờ hồ. Thác nước tại đây được đặt tên sau khi câu chuyện này được chia sẻ. Nhiều người dân sống tại đây tin rằng Hồ Tân Nương là một trong những địa điểm bị đồn là ma ám gây sợ nhất ở Hồng Kông. Họ đồn rằng có rất nhiều vụ chết đuối xuất hiện tại đây. Một trong những nguyên nhân đó chính là việc linh hồn của những người từng bị đuối nước dưới Hồ Tân Nương vẫn chưa siêu thoát nên đã kéo nhiều nạn nhân xuống cho bớt cô đơn. Đặc biệt, linh hồn của cô dâu vẫn còn lang thang trong khu vực, đặc biệt là tại một cung đường được gọi là khúc cua tử thần, nơi xảy ra hàng loạt vụ tai nạn chết người. Cụ thể, vào tháng 2 năm 2018, một chiếc xe đã tự động tông vào cái cây trên đường đến Hồ Tân Nương và bốc cháy. Tháng 11 năm 2017, có một cậu bé 12 tuổi nhập viện vì gặp tai nạn trong khu vực này. Sau hai vụ tai nạn trên cùng nhiều vụ tai nạn đau lòng khác, khu vực này được cơ quan hỗ trợ dân sự liệt vào danh sách những khu vực có rủi ro cao khuyên cáo mọi người không nên đến đây để tránh những trường hợp xấu xảy ra